Song Hye Kyo và Jang Ki Yong bị một người phá đám trong loạt khoảnh khắc tình bể bình. Song Hye Kyo, Jang Ki Yong là cặp đôi màn ảnh hot xình xịch nhất làng giải trí Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Tất cả là nhờ phản ứng hóa học, những màn tương tác cực đỉnh Now We Are Rockin' Up. Không chỉ thân mật và lãng mạn trong phim, ngoài đời cặp đôi chị em cũng liên tục có những khoảnh khắc ngọt như mía lùi, y như của một cặp tình nhân thực thụ. Trong loạt cảnh hậu trường mới được nhà đài công bố, hai diễn viên tiếp tục khiến dân tình quán quéo không thôi. Cặp đôi chị em kém nhau 11 tuổi có hàng loạt phản ứng hóa học ngọt ngào cũng như hiên ẩn ý, làm dân tình không ngừng đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, các fan đẩy thuyền đã tin mắt so ra, luôn có một người thứ ba xuất hiện mỗi khi cặp đôi đang vui vẻ. Không ai khác, chính là bạn diễn trong phim với cặp đôi Choi Hee-seo. Dẫu vậy, các fan của Song Hye-kyo, Jang Ki-yong không hề khó chịu vì biết rằng Choi Hee-seo cũng ủng hộ cặp đôi. Được biết, cả ba diễn viên luôn thân thiết cả trong phim lẫn ngoài đời. Họ cũng rất thân với các diễn viên khác của Now We Are Rockin' Up. Về Now We Are Rockin' Up, bộ phim đã lên sóng được 11 tập và chỉ còn 5 tập phim nữa là sẽ chính thức đi vào hồi kết. Có sự góp mặt của Song Hye-kyo, nhưng bộ phim này lại thành thảm họa rating đài SBS năm nay. Quanh đi quẩn lại chỉ ở mức 6-7%, thấp hơn nhiều so với Ben Hao 3 hay Wonder Woman. Nếu quy hết trách nhiệm lên sự một màu của Song Hye-kyo, thì ác với chị đẹp quá. Thứ sai nhất của Song Hye Kyo lúc này là tại sao chị lại đi nhận một kịch bản nhạt nhẽo như vậy? Được giới thiệu là phim về ngành thời trang, nhưng suốt 11 tập vừa qua, ngoài váy áo của Song Hye Kyo ra thì Now We Are Rockin' Up chẳng có một chút không khí thời trang nào cả. Tất cả những gì khán giả biết về Dewan là một vài buổi trình diễn hời hợt, sau đó là những cuộc đối chất giữa Ha-yeon với chủ tịch công ty và những cuộc họp bàn có vẻ căng thẳng giữa vài nhân viên với nhau. Trước khi bàn đến các drama trong phim, thì việc xây dựng bối cảnh chính là thất bại đầu tiên, dễ thấy nhất của Now We Are Rockin' Up. Quay về câu chuyện rating, thực chất rating mở màn của bộ phim này không cao, nhưng không đến nỗi quá tệ, chỉ là nó không xứng đáng với danh tiếng của Song Hye-kyo. Ấy vậy mà càng về sau, rating phim càng thấp, không hề có cơ hội cán mốc 10%. Sở dĩ có chuyện đáng tiếc này có lẽ là bởi kịch bản phim quá đổi nhạt nhòa. Mở màn đã được gắn mác 19, có chuyện tình nóng bỏng một đêm ngay tập 1. Ấy vậy mà giai đoạn sau của phim, câu chuyện lại chẳng có gì đột phá. Chuyện chị dâu hụt yêu em chồng hụt không đến nỗi quá cũ, nhưng chuyện tình yêu bị gia đình cấm đoán lại cũ mềm. Ấy thế mà suốt 11 tập phim Now We Are Rockin' Up lại chỉ có bấy nhiêu câu chuyện, tập nào cũng là những cuộc gặp mặt dài dằng dặc giữa hai nhân vật chính, những cuộc đối đáp giữa hội phụ huynh. Có thể nói Now We Are Rockin' Up thực sự quá nặng nề về mặt lời thoại, tất cả mọi thứ đều được giải quyết bằng những cuộc đối đáp. Và cũng chính bởi chỉ đối đáp nên diễn biến phim 10 tập như một, mở màn bằng vài cảnh yêu đương, hạ màn bằng chuyện cặp đôi chính băn khoăn có nên ở bên nhau hay không. Chuyện phim đã không mới thì chớ, diễn biến cũng chẳng có gì đủ hấp dẫn để níu chân khán giả. Suốt 11 tập phim, Song Hye-kyo tập nào cũng phải khóc, hết khóc lại tới tranh cãi, thỉnh thoảng mới có một màn vượt lên số phận, đấu tranh vì tình yêu không hiểu sao lại mãnh liệt sâu sắc đến thế của mình. Đó là còn chưa kể đến việc đã qua rồi cái thời phim Hàn tập trung miêu tả chuyện yêu đương, nếu chỉ chăm chăm vào việc nam nữ vượt rào cản để đến với nhau như Now We Are Rockin' Up thì có flop cũng chẳng oan.